Ngày ấy, một chiếc mũ cối, bộ quần áo bộ đội, kèm theo chiếc áo bay của Liên Xô, thêm một đôi dép nhựa tiền phong, thế là đích thực đẳng cấp thời trang. Thấy là mặc quần áo gọi là gabardine ấy, và áo bay của Nga đấy. Đấy, đội mũ cối thì rất là lịch sự đối với con người của thanh niên lúc đó. Và đi đôi dép nhựa tiền phong này thì nó rất là lịch sự, nó trắng trẻo, thư sinh luôn. Muốn có đôi dép nhựa mới cũng không dễ, hoặc phải là cán bộ công nhân viên của nhà máy nhựa Tiền Phong, hoặc phải mua phân phối rất hiếm, mà nếu có thì cũng nhanh chóng cháy hàng. Ngay cả chúng tôi là người trực tiếp sản xuất ra đôi dép nhựa Tiền Phong lúc bây giờ thì chỉ một năm cũng chỉ một lần mua vào dịp Tết Nguyên Đán, và nhà máy có thưởng chỉ được một đôi. Bố mẹ tôi nói là cái đôi dép này này có giá trị gần bằng một chỉ vàng. Đối với các gia đình mà không làm trong nhựa Tiền Phong thì phải phấn đấu nuôi chăn nuôi gia súc rồi trồng rau để có một cái khoản tiền lớn mới mua đôi dép này trôi nổi trên thị trường, vì thời kỳ đó rất khó khăn đến mức mà người ta sử dụng cái đôi dép này để làm cái tài sản tích trữ trong mỗi gia đình. Ngày ấy đến đôi dép cũng thiếu thốn, chủ yếu chỉ có dép cao su, thế nên sự xuất hiện của dép nhựa Tiền Phong ngay lập tức chiếm vị trí độc tôn và tiếp tục giữ vị trí đó trong hơn chục năm. Khi có một đôi này xuất hiện thì rõ ràng nó là khác hẳn về chất liệu, về thẩm mỹ, trông nó cũng bóng bẩy hơn một cái đôi dép cao su đen xì chắc chắn. Những người không có tiền mua những cái đôi mới thì họ mua lại những cái đôi đã cũ, họ đi thì vẫn coi như là mình cũng có một cái đẳng cấp nhất định trong cái giới ăn chơi thời đó. Dễ hàn, dễ dán, hay nếu để lâu có đổi màu ố vàng thì ngâm vào nước nóng là lại như mới. Đôi dép được chuộng tới mức không ít hợp tác xã nhựa đã bắt đầu làm hàng nhái theo. Sau này thì có một số các cái hợp tác xã nhựa thì họ mua các cái nhựa cũ về, họ nấu tái chế, họ làm ra cái đôi dép giống y như thế này, nhưng nó là vì nhựa tái chế thì nó có màu nâu, màu đen và các cái màu khác nhau. Thì đấy là những người ít tiền nhưng mà muốn chơi thì mua những cái đôi dép đó, và những cái đôi dép đó bán cực kỳ chạy. Đôi dép năm nào giờ chỉ là một góc khiêm tốn trong căn phòng truyền thống của công ty nhựa Tiền Phong. Nhưng quan trọng hơn, đôi dép nhựa lại là khởi nguồn cho thương hiệu ống nhựa đầu tiên tại miền Bắc và hiện vẫn giữ thị phần lớn nhất khu vực. Thời trang đến rồi lại đi, nhưng nhựa Tiền Phong vẫn tiếp tục bước tiếp.